nè, gây ra cho chút chiêu lên nè, đúng rồi. Trời, thôi nè đừng bước ở đó nha, lúng quá, mất đôi dép luôn rồi, em chạy ra mua lưỡi câu mấy bạn. Nó để lại cần mà không để lưỡi câu, sẵn đi mua mồi luôn. Đang đứng chờ cô em ở bên kia các bạn. Nó đang mua đồ phụ tùng câu cá các bạn. Nó vô nhà rồi. Mùa này là mình chỉ có đi săn bắn hái lượm sống qua ngày thôi các bạn. Chứ giờ đi mua đồ về ráp xe cũng không ai bán, mà đi giao xe cũng không ai chở. Hồi sáng mua vô đây vé là nhiêu Tèo? 5.000 vé các bạn. Sáng chưa làm ăn được gì em thấy tốn hết 5.000 vé rồi đó. À, giờ công việc của mình là sáng là bán bún bò với lại bánh đúc. Đầu giờ chiều là mình bán gỏi khô bò với lại bánh đúc với lại chân gà. Rồi xong rồi mình đi câu cá. Vậy thôi, đến khi nào mà hết chỉ thị 16 cộng gì đó là mình tiếp tục thôi. Gây ra cho chút chiêu lên nè, đúng rồi. Trời, thôi nè đừng bước ở đó nha, lúng quá, mất đôi dép luôn rồi, thấy không? Nguy hiểm không? Nè nè, với lại một một cần để bên ao rau muống nè, một cần để bên kia. Máy bay á con. Mai rảnh đi mua xi măng với mấy cây sắt về làm hàng cái giá để mâm với lại hồi thủy cảnh hả? Hồi thủy cảnh để đem ngoài hiên chân thêm với lại cái không có đặt mấy cá về thả vô. Mua ở ngoài từ thành đó có chỗ bán. Dây dài xong. Cái dài thì thâu lại gì đó. Nấu chết rồi nấu chi nữa. Này, đã nấu đi chú. Đây. Nào đòi nấu chú đưa nha. Bộ môn câu cá là cái bộ môn mà không dành cho những người mà có máu nóng với lại hấp tấp nha anh em.
phải điềm đạm, từ tốn. Kể cả giống như Khương Tử Nha hồi xưa người ta câu cá người ta cũng không cần lưỡi anh em. Bây giờ là mình có lưỡi có mồi rồi là quá chuẩn rồi, không cần đòi hỏi gì hơn nữa. Đúng không hay nè? Đúng rồi. Chính xác không? Chính xác. Ok không? Ok luôn á. Hôm nay câu được không? Trước này là cá nó no rồi đó. Ê, cái này đi. Rồi bỏ vào qua luôn. Dở vào kia lên đi, chú Vịnh ra. Dở vào kia lên. Rồi dở vào đây lên nè, đứng rồi. Đó, ở qua luôn. Rồi, vậy nha. Chú Vịnh ra. Nó ăn rồi, nó dị đi bắt kêu chú Vịnh luôn nha. Qua hắn này luôn, qua hắn này luôn. Vô cánh gà luôn. Vô cánh gà luôn. Rồi, đi lại lần nữa cho khán giả coi nè. Bang, bang. Rồi, quay lại đá, đá chân chữ U liền. Đó, đó, đá chân lên, dừng lại. Đó. Tay sao, chụp hình tay sao. Ứng nè. Vậy mới sáng thì nhìn tóc lắm. Rồi, rồi anh. Nó đổi nghề chứ. Con để cứng không bắt gì đó. Khoan chứ. Bún mì nhà ăn không khỏi làm gì á, làm giống gì. Bữa trước không có ăn được một củ bánh mì nào đâu. Bánh mì mà một ngày ăn ổ lên 1 ký. Lên. Đi ăn nô coi nha má mì. Mùi cái gì vậy? Ấy kiểu đi cắm sự mùi vậy. Trời ơi mày nướng gì đâu mà cái mì này nó đen như mày. Phớt. Ăn ung thư không? Có. Thôi ăn đi. Mùa này cái gì cũng ăn được á. Dịch chết đứt chứ cái ung thư đó chưa tới đâu. Nếu mà biết ra. Mình ba bỏ ấy vô nước nhiều nhiều á. Cái gì nước? Gì nước? Nước bỏ vô trong cái lọ. Lọ nào? Lọ than á, lọ nướng kìa. Điên hả? Bếp tơi. Nó vô nó chập chó chẳng. Mai chơi con nó con vô à. Chơi mấy cục đá. Chưa là có nguy cơ tại vì thấy chú Đam học quốc hội có cái dòng cuối cùng không? Chúng ta sẽ ồ ra ăn mừng, nắm tay tay mắt mật mừng cho đến khi không còn ca nhiễm F0 ngoài cộng đồng. Thôi. Để có ca nào không ta? Ông không hiểu hả? Có nghĩa là người ta không tải 16 nữa mà theo không chỉ thị 16 nữa mà theo về chỉ thị 15 là cũng cấm buôn bán rồi. Thì cấm buôn bán là vẫn có người ra đường được. Vẫn đi lại được vẫn hơn. Được, đi lại được, mình bán online dễ hơn. Con người ra đường được là ngon à. Điện nó xa xa cho tới. Trời ơi, má. Cạn tàu ráo máng luôn. Cái này là cháo ế quá vậy. Nãy nấu cái thau khét cái thau luôn mấy bạn. Chết rồi. Rồi, sạch bách.
Trời ơi, mình quất hai lon rồi. Hồi nãy 6 con cá mà bây giờ còn có 3 con cá. Đây có dưa hấu nữa. Dịch mà ngày là cũng vậy, chắc chết quá mấy bạn. Tiền thì làm không ra mà nó ăn gấp 3 lần ngày thường. Cạn son luôn. Không mà có cái món này là mình mới chế biến nè. Ăn ổn nha. Còi sò đẹp sốt sa tế. Có dưa leo rồi nữa ha. Ừ. Ăn với kẹp bánh mì là ngon lành. Trong đó buồn lắm. Con kẹ đó. Mày nhát nó mà. Nhát cho nó ra. Con mày tối ngày nhát khi nó với lại hù nó không. Riết nó không biết ông kẹ là gì, nó hết sợ luôn. Mày... nướng này đúng ra nó hơi sống sống thôi. Con kẹ là gì? Có ai biết? Sáng à, chung sáng à. Hờ nó hay lắm, nó cái gì nó cũng hay đó. Không, nó cảm thấy ngược. Nước ngon ấy chơi dở, nước chín coi kêu phải đánh sống. Tử với bà nè. Ừ. Không mà cái này muối ớt này ổn à. Muối ớt gì cũng ổn đó. Đúng ra cái muối ớt này là mấy biết phải nướng với con cá gì không á? Cá bảy chầu. Cá bảy chầu đó. Bạn xem ủ cái năm anh muốn xịt mà cái này nha. Sao em cũng muốn cái ủ mà cái này cần tốn nó. Con cá dẹp mà giống lộ đó. Thì con cá dẹp như cái con cá dĩa. Không đó. Cái đó cái nâu má, còn cái đó hồi xương không mà không có thịt. Sành. Cá bảy chầu rồi. Anh cứ muốn ủ xịt cái năm mắt tốt. À cái mốt xịt tàn. Ăn cá bò hòm á không? Cái con cá mà dẹp tròn tròn này nè. Mấy mùng cái bò. Yeah.